Xin được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến quý bạn bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay, 21 tháng 10. Trong bản tin này thì nội dung đầu tiên xin gửi đến các bạn về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thì mới đây, câu lạc bộ này đã để lại hình ảnh đẹp và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ sau trận đấu gặp Hải Phòng ngày hôm qua. Tiếp theo mời các bạn đến với nội dung bài báo của Indonesia đã bất ngờ tố là Việt Nam thường hay chưa thua bạo. Và ở nội dung cuối cùng thì mời các bạn quay trở lại V-League khi mà ngày hôm qua thì ngoài diễn biến kịch tính của trận đấu khai màn giữa chủ nhà Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai thì điểm nhấn khác đó là những quyết định từ VAR và nó cũng nhận được phản ứng từ các cổ động viên của khu vực Đông Nam Á. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, sau trận đấu giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai thì đội bóng Phun Núi đã rời sân Lạch Tray, nhưng trước khi rời đi thì họ đã để lại một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt. Đó là toàn bộ phòng thay đồ tại sân Lạch Tray đã được cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Đồ ăn còn dư đã được xếp ngay ngắn trên bàn. Những chai nước chưa dùng được xếp ngay ngắn vào thùng. Rác thải được dọn và gói gọn vào chiếc túi để ở dưới sàn. Họ gần như là trả lại phòng một cách sạch sẽ như khi là mới đến. Và hình ảnh này hoàn toàn khác với những đội bóng khác đã làm khi đến Lạch Tray. Được biết là ngay khi bước vào phòng thay đồ của đội khách thì nhân viên của sân Lạch Tray đã phải thừa nhận rất nể cách mà ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã làm việc. Và sau đó thì bức ảnh ở phòng thay đồ gọn gàng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Dưới bài đăng thì nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ấn tượng với hành động chỉn chu và chuyên nghiệp của các cầu thủ Phố Núi. Vâng, thì cũng liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì ở trận đấu ngày hôm qua, tiền vệ Lương Xuân Trường của Hải Phòng có dịp gặp lại đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai. Dù vậy thì cầu thủ từng là học trò của huấn luyện viên Park Seo tại đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Sau trận hòa trên thì Xuân Trường đã có buổi hẹn đặc biệt với huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là huấn luyện viên Kiatisak. Chiến lược gia người Thái Lan từng là thầy cũ của tiền vệ này trong hai mùa giải 2021-2022. Theo đó thì Xuân Trường và ông thầy người Thái Lan cùng một số trợ lý của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gặp gỡ nhau tại một quán cà phê nổi tiếng ở Hải Phòng. Hai người cũng đã trò chuyện rất vui vẻ. Đáng chú ý là Xuân Trường đã còn dành tặng một món quà đặc biệt cho Di Cô Thái. Chia sẻ trên trang mạng cá nhân thì huấn luyện viên Kia Đây Sắc đã cho đăng tải hình ảnh khoe món quà mà Xuân Trường tặng mình. Là một tấm áo đấu của Hải Phòng, mang áo số 8 của tiền vệ quê Tuyên Quang kèm theo chữ ký của cậu học trò cũ. Được biết là Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai thực sự là hai đội bóng có mối quan hệ khá thân thiết khi mà hai chủ tịch của hai đội là ông Văn Trần Hoàn và ông Đoàn Nguyễn Đức thường xuyên có những cuộc gặp gỡ với nhau. Mới đây thì Bầu Đức cũng đã chi viện cho Hải Phòng thêm một cầu thủ trẻ cho đội chủ sân Lạch Tray, đăng ký 3 cầu thủ ở độ tuổi từ 16 đến 20 theo quy định mới của ban tổ chức V-League. Thành phần của Hải Phòng tham dự V-League năm nay có 6 cầu thủ trưởng thành từ Hoàng Anh Gia Lai, đó là Trần Hữu Đăng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Thành Đồng, Triệu Việt Hưng, A Sân và Nguyễn Nhật Minh. Ngược lại thì Hoàng Anh Gia Lai hiện tại có nhiều cầu thủ từng khoác áo Hải Phòng theo dạng cho mượn như là Kiên Quyết hay là Châu Ngọc Quang. Các bạn thân mến, chuyển sang thông tin khác thì đội tuyển Indonesia như đã biết là chính thức là có vé dự vòng loại thứ hai của World Cup 2026 và đội bóng này tiếp tục lại chạm trán chúng ta vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Mới đây thì tờ Bola của Indonesia đã có bài viết hai điều mà thầy trò ông Shin Tae-yong cần đặc biệt chú ý tại vòng loại World Cup 2026. Đặc biệt là trong đó thì tờ báo này nhắc đến Việt Nam. Cụ thể, tờ này bất ngờ cho rằng là các chiến binh Garuda cần phải giữ vững tinh thần khi thi đấu với Việt Nam. Cụ thể, trang báo này viết: tuyển Indonesia có sự gia tăng tốt về sức mạnh cũng như tinh thần trong những năm gần đây. Tuy nhiên thì khi một số cầu thủ của đội vẫn không thể giữ được tinh thần, họ cần phải duy trì được mức độ cảm xúc của mình ở vòng 2 vòng loại World Cup 2026. Hãy nhớ rằng đội tuyển của chúng ta sẽ gặp Việt Nam. Đội bóng này được biết đến là rất giỏi trong việc kích động cảm xúc của đối thủ bằng những hành động khắc nghiệt và chơi bóng thô bạo. Indonesia và Việt Nam đã từng rất nhiều lần chạm trán với nhau trong quá khứ. Ở mỗi lần gặp nhau, hai đội đều thi đấu quyết liệt và thường xuyên tạo ra những pha bóng tranh chấp, những màn khẩu chiến trên sân. Bên cạnh đó thì việc điều chỉnh cảm xúc, ông Shin Tae-yong cần phải có nhiều phương án dự phòng về mặt lực lượng. Các bạn thân mến, có lẽ tờ báo của Indonesia đã quên mất rằng là chính Indonesia dưới thời ông Shin Tae-yong cũng từng chơi bóng cực kỳ thô bạo. Tất cả còn nhớ là khi gặp Việt Nam của chúng ta ở vòng loại của World Cup 2022 cũng là ở tại vòng 2. Tại trận lượt về,
Thực sự là họ đã chơi đấu võ chứ không phải là đá bóng, với rất nhiều những pha bóng thô bạo mà điển hình là pha bóng triệt hạ Tuấn Anh của Pratama Ahan. Còn nhớ là pha chơi xấu này của Ahan đã khiến cho Tuấn Anh phải vắng mặt trong phần còn lại của vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE. Thậm chí là tình huống chơi xấu này của Ahan còn vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ truyền thông, cũng như là các cổ động viên trung lập. Tiếp đến là một tình huống ăn vạ được coi là khá khôi hài ở trận lượt về tại bán kết AFF Cup 2022 vừa qua tại sân Mỹ Đình, khi cầu thủ của Indonesia đã ăn vạ với bàn hậu. Cụ thể là ở phút 74 của trận đấu thì đội khách được hưởng quả phạt góc. Cầu thủ nhập tịch Mark Lok của Indonesia đã có pha ăn vạ với bàn hậu để câu thẻ vì trước đó hậu vệ của Việt Nam đã nhận thẻ vàng. Tuy nhiên thì khá khôi hài là trọng tài quan sát tốt tình huống này và đã không rút thẻ cho bàn hậu. Ngược lại thì cầu thủ khác của Indonesia vào gây gổ với bàn hậu để cầu thủ Quê Thế Bình ngã, sau đó đã nhận thẻ vàng. Chia sẻ với truyền thông sau trận thì Văn Hậu đã gọi Mark Lok là một diễn viên kịch, cho biết là đó là một diễn viên kịch, kệ người ta thôi. Trong khi đó, về phía Việt Nam thì cũng thú thật là Văn Hậu thực sự là cũng có nhiều tình huống chơi không đẹp, phải không ạ? Và đây cũng chính là điều mà báo chí ở Indonesia hay có những lời chỉ trích đến hậu vệ trái của tuyển Việt Nam. Như đã biết thì chấn thương gót chân của Văn Hậu là sẽ không kịp bình phục trước thềm vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới, và khả năng lớn là cầu thủ này phải vắng mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam giai đoạn đầu của vòng loại thứ hai. Trang Bola Sport của Indonesia đánh giá việc Văn Hậu chấn thương là một thiệt thòi không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là thông tin vui cho Indonesia ở bảng đấu. Trong hệ thống mà huấn luyện viên Chu Jie xây dựng thì hai cầu thủ chạy cánh đóng vai trò quan trọng ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Văn Hậu là lựa chọn hàng đầu cho hành lang cánh nhờ có thể hình, kỹ thuật tốt cùng với kinh nghiệm dài dạn. Và ba phương án gần nhất mà ông Philippe Jouzier sử dụng để thay thế Văn Hậu là Triệu Việt Hưng, Minh Trọng và Khuất Văn Khang đều chưa mang đến hiệu quả như mong muốn. Có lẽ nhà cầm quân người Pháp sẽ phải đau đầu với bài toán lựa chọn cầu thủ chạy cánh cho hai lượt trận mở màn của vòng loại thứ hai gặp Philippines và Iraq. Cũng liên quan đến Indonesia thì theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển này sẽ có một trận sân khách và một trận sân nhà trong loạt trận đầu tiên của vòng loại thứ hai. Nếu như chuyến làm khách trước Iraq được dự báo là rất khó khăn thì cuộc tiếp đón Philippines được đánh giá là cơ hội để cho họ giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên thì loạt trận tháng 11 tới thì lại trùng với thời điểm mà Indonesia tổ chức U17 World Cup 2023. Chính bởi vậy mà FIFA đã quyết định đảo lịch hai trận đấu giữa Indonesia và Philippines. Như vậy là thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ phải chơi cả hai trận đầu ở vòng loại thứ hai là trên sân khách. Truyền thông nước này cho rằng là việc đổi lịch là một bất lợi của đội bóng này. Ngoài việc là không có điểm tựa tại sân nhà thì Indonesia sẽ mất nhiều thời gian hơn khi di chuyển và ổn định nơi ăn trốn ở cũng như tập luyện giữa hai trận đấu. Nếu kết quả hai trận đấu này không như ý thì thầy trò ông Shin Tae-yong sẽ phải chịu sức ép rất lớn trong chặng đường còn lại của vòng loại. Trong khi đó thì dư luận Philippines rất lạc quan về cơ hội của đội nhà. Chiến thắng bất ngờ trước Kyrgyzstan đã mang đến sự tự tin lớn cho Philippines. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa thành phần tuyển Philippines dự AFF Cup và vòng loại World Cup là sự xuất hiện của những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Thông thường thì những ngôi sao này khó lòng thi đấu ở AFF Cup do không được câu lạc bộ chủ quản cho phép. Ví dụ điển hình là thủ môn Neil Etheridge, thủ thành từng thi đấu tại Premier League, đã có 76 trận cho đội tuyển Philippines. Tuy nhiên thì anh đã vắng mặt trong hầu hết các trận đấu ở AFF Cup từ 10 năm nay vì chơi bóng ở Anh. Người gác đền 33 tuổi dự kiến là sẽ tái ngộ tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu sắp tới. Một lợi thế nữa được người hâm mộ Philippines nhắc đến đó là sân nhà của mình. Sân vận động này sử dụng mặt cỏ nhân tạo khác biệt so với phần lớn sân nhà của các đội tuyển khác. Một số cầu thủ Việt Nam cũng từng trải nghiệm tại sân đấu này khi thi đấu ở SEA Games 30. Chạy bóng lan nhanh hơn, tình huống trong trận đấu là có nhiều điểm khác và cầu thủ cũng có thể gặp những trường hợp chấn thương khó lường. Các bạn thân mến, như đã nói ở trên thì trận đấu ngày hôm qua giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách Hoàng Trân Ai đã để lại nhiều tranh cãi từ công tác trọng tài VAR. Sau trận đấu thì trên diễn đàn ASEAN Football, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã bày tỏ mỉa mai khi mà V-League áp dụng công nghệ VAR và có màn check VAR lâu nhất lịch sử. Không ít người cho rằng là giải quốc nội của Việt Nam nên tập trung đầu tư sân bãi trước khi nghĩ đến việc áp dụng VAR. Cụ thể là một cổ động viên của Indonesia cho biết là sửa sân trước rồi hãy dùng VAR. Cổ động viên Rian Putera thì bình luận, dùng VAR nhưng thực sự là sân giống như chăn nuôi bò.
dùng va nhưng sân cỏ lại xấu như chuồng bò. Thay vì vậy thì hãy sửa sân vận động trước cái đã, ít nhất là phun mái, sức chứa tối thiểu là phải 80.000 người. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.